topic today we are going to learn is about the four ways, one door. And I just wonder if you people, they have a good lunch, good sleep, without lunch and sleep, probably you wouldn't have the energy to listen to my Dharma talk. Life is just boring, is it? Cuộc sống nó rất là chán nản, có phải không thưa chư vị? Eating, sleeping, praying, sitting meditation, without knowing why we are sitting for meditation, it's just boring. Mỗi một ngày á, chúng ta ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ngồi thiền, ngồi thiền được cầu nguyện. Chán quá phải không quý vị? Chán quá chứ. Not just one life. We have been through many, many lives. Không phải chỉ có một đời này đâu. Chưa có chán đâu quý vị. Chúng ta đã sinh tử không biết bao nhiêu đời rồi. Bao nhiêu đời chúng ta đã sinh tử rồi. Mà đời này chúng ta còn chưa chán nữa. Thì chừng nào nó mới chán? When will we terminate our continuous desire to be in existence? Cho tới khi nào thì chúng ta mới chấm dứt cái ăn, ngủ, ngồi thiền, tụng kinh, mặc áo, tắm, đi toilet, ăn, ngủ, ngồi thiền, có nhiều đó. Every day we do the same. What's the benefit? What are we trying to achieve? Mỗi ngày chúng ta đều làm giống như nhau. Thì kính thưa chư vị, để làm cái gì? Hết kiếp này tới kiếp khác, chúng ta đã bao nhiêu kiếp làm như thế này rồi. We have been through many lives. We did the same. We have done the same thing for many lives. Therefore, this life we become monks and nuns. Chúng ta đã làm như vậy bao nhiêu kiếp rồi, có duyên với Phật pháp, cho nên kiếp này mới tiếp tục tu nữa chứ không có bán vé số, người ta đi ca nhạc, người ta đi ăn uống, người ta đâu có chịu tu. Chúng ta đã có cái duyên rồi, chúng ta mới tu nổi. Mỗi ngày nó chán lắm phải không quý vị? Ăn rồi ngủ rồi nấu nướng, rồi có khi nấu vừa ý không vừa ý, rồi buồn phiền. I know everything in the Tretham kitchen. Somebody like it, somebody don't like it. Because they hate to cook. I wish somebody hate to cook. You also hate to eat. Sư biết mà. Sư biết mà. Có nhiều vị không thích nấu đâu. Nhưng mà sư cũng ao ước á, nếu cái vị nào mà không thích nấu á, cũng không thích ăn luôn. Nhìn nó khỏe quá phải không? Không nấu ăn. There's a cause and effect. We are the Buddhists. We learn from the Buddha. Cause and effect. Chúng ta là con Phật, chúng ta đều biết cái nhân quả. Có nhân thì có quả thôi phải không thưa chư vị? Hay không nấu thì không ăn. Ngài Bá Trượng hồi xưa có nói mà nhất nhật bất thực, nhất nhật bất tác là nhất nhật. Thì một ngày không ăn. Và Đức Phật cũng vậy, trong biết bao nhiêu kinh Ngài nói, Ngài lo làm chuyển hóa cái tâm của Ngài, cho nên Ngài xứng đáng được cúng dường. Cũng giống như người nhà nông, họ đi đào sâu, cuốc bẫm, cày đất. Thì người đi tu hành cũng vậy, quán xuyến cái thân khẩu ý, cái tâm cái thân của mình, cái danh cái sắc của mình, để đưa tới sự giải thoát, thì mình mới xứng đáng được cúng dường. Thế thôi. We have repeated the same routine this life. Therefore, in this life, we have to make a determination, make a resolution. Get out. We don't want it anymore.
Otherwise, we will come back again and again. Chúng ta đã bao nhiêu kiếp chúng ta tu rồi, kiếp này mới tu nổi quý vị ơi. Quý vị thấy có bao nhiêu người tu không? Cho nên kiếp này chúng ta phải cương quyết đưa cái nghị quyết cho chính mình. Lạy Phật, con chấm dứt sinh tử kiếp này. Kiếp này kiếp chót, con không có chơi nữa. Cái trò chơi này nó tào lao, sinh rồi tử, tử như vậy. Mất thời giờ quá, bao nhiêu kiếp rồi. We waste our time for many lives. And we keep continue according to the sutra. We continue to be reborn in different form. Animals, ghosts, all sorts of things. Four bad dreams. Chúng ta đã, theo như kinh sách đã nói, chúng ta đã từng sanh trong bốn đường ác đạo: ngạ quỷ, súc sanh, Atula, địa ngục. Chúng ta đã vào bốn con đường lên trồi xuống rồi. Cho bao nhiêu kiếp rồi. We have been through them for many lives. We keep continue doing it. And are we going to stop on this life? We make a resolution. This life alone. Some people young, some people old. But do we have time? Chúng ta phải cương quyết nhận thức rằng từng luân hồi trong bốn đường ác đạo, làm súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, Atula. Thế thì chúng ta có cương quyết là nhất định là kiếp này chúng ta giải quyết nó hay không? Giải quyết được chứ, cái chuyện của chúng ta giải quyết cho ai, giải quyết cho chúng ta đây? Không ai giải quyết dùm cho chúng ta được. Mà cũng chẳng ai có thẩm quyền để giải quyết cái chuyện của chúng ta, vì đây là chuyện của chúng ta. It's our own business. We keep continue doing it. Nobody can help us except ourselves. Không có ai giúp chúng ta được hết, chỉ có chúng ta thôi. We have to make a resolution, determination to stop. No more. No more joking. No more wondering. Chúng ta phải cương quyết đưa ra một cái nghị quyết cho chính mình. Thôi, chấm dứt. Thôi thôi anh ơi, không còn tiếp tục nữa. Cuộc tình này đã chấm dứt rồi, không có nối tiếp nữa. Cuộc tình gì? Cuộc tình với trần gian, cuộc tình với sắc thinh hương vị xúc pháp. What is the attachment? Attachment to the six external factors. Cuộc tình đối với sáu trần, sắc thinh hương vị xúc nó, chúng ta đem nó vào trong não vì chúng ta ưa thích nó hay là ghét nó, đem vào trong não rồi chúng ta chống chế lại nó ở trong cái não chúng ta. Nếu chúng ta ghét thì chúng ta nổi sân, nếu chúng ta thương thì chúng ta nổi tham. Tất cả tham sân đều sinh ở trong não, chống chế là những cái hình ảnh ở trong não. Mà những nó thông qua năm căn mắt tai mũi, nó nhìn cái cảnh trần, nó đưa vào, nó rung nó rồi cái phản ứng lại. Therefore we make a conclusion. It's our temple, it's our body, it's our husband, it's our wife, it's our children. Who's your children? Tell me. Who's your temple? What is your temple? What is your body? Nothing. Even your body is constituted by four elements. Ngay cả những cái thân của quý vị nói đây là của tôi, thân này của tôi, có chắc không? Chúng ta tu học chúng ta biết rồi, nó chỉ có tứ đại đất nước gió lửa thôi. Thở ra mà không có thở vô là chấm dứt, là đi đứt, phải không? Đem đi chôn liền. Bao nhiêu người chết, đứng cũng chết, ngồi cũng chết, đi toilet cũng chết, nằm ngủ cũng chết, lạy Phật cũng chết. Có ai bảo đảm rằng mình sẽ không chết không? Có ai bảo đảm mình sẽ chết lúc nào không?
Who can guarantee? Who knows? And who can guarantee when we will die and where we will die? Nobody. Even in the next minute, you cannot. Không ai có thể bảo đảm chúng ta sống tới bao lâu. Không ai bảo đảm, kể cả sư đó. Không biết là chút xíu nữa giảng xong rồi đi đức luôn. Chuyện đều có thể xảy ra. Everything can happen. And are we going to the four realms, bad realms, animals, hungry gods, hells, and Asura? Có phải chúng ta lại tiếp tục chơi cái trò trôi lăn trong bốn đường ác đạo, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, Atula, chơi tiếp phải không? In the sutra, the Buddha preached very clearly. He said there are four bad dreams, but or there are four bad ways. People keep being reborn one of them, and sequentially improving and changing your position until they satisfy a certain condition to be reborn as a human beings. Đức Phật trong kinh đã dạy rất rõ, con người ta đó trôi nổi trong bốn cái đường ác đạo đó: súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, cho tới khi nào mình được khá hơn chút xíu, có phước báu mới sanh ra được làm người. Làm người rất khó lắm quý vị. To be born as a human being is very difficult. To be born as a human being, rất khó để mà sanh ra được làm người. So it's your last chance to terminate. What do you want to terminate? To terminate your existence. You don't want to be reborn again and again. You want to stop it, this life. Now, the question is, can you do it? Câu hỏi là quý vị có muốn chấm dứt cái vòng vòng sanh tử, bốn đường ác đạo hay không? Ngạ quỷ, súc sanh, Atula, địa ngục. Và nếu muốn, thì câu hỏi kế tiếp là trong kiếp này làm được không? According to the Buddha, yes you can. Và theo như lời Phật dạy, đúng quý vị giải quyết được cái chuyện này ngay trong cái đời này thôi, nếu quý vị quyết tâm. Phải quyết tâm nha. Trong kinh Tứ Niệm Xứ nói rất rõ, nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác. Lúc nào cũng phải nhiệt tâm, lúc nào cũng phải tinh cần, tính tới, lúc nào cũng phải tỉnh giác, chánh niệm không buông rời, đi đứng nằm ngồi, ăn ngủ tắm toilet đều phải có chánh niệm. Everything you do on the day, you have to do with mindfulness. You have to be cautious of what you do. You just cannot do according to your desire, your habit, without knowing what you are doing. You pick up the phone to ring your family members. You have to know why you do it. Make you to do it. Thí dụ, quý vị ăn uống ngủ nghỉ đều phải biết tại sao. Khi mình xuống bếp, mình không thích nấu. Who you think you are? Bạn nghĩ bạn là gì? Bạn là cái gì mà bạn xuống bếp không muốn nấu hay là không muốn rửa chén? Even myself, I cook it and I wash the dishes. Not a problem at all. I even wash the toilet many years. No problem at all. Ngay cả như sư cũng nấu rồi, sư cũng rửa chén rồi, rồi sư cũng chùi cầu tiêu rồi, chùi bao nhiêu năm rồi. There's no problem at all. Những cái đó nó không có làm cái gì vướng vít tới sư hết á. Thế thì quý vị muốn tu, tức là quý vị phải trước hết phải xả cái ngã. Phải xả cái ngã. If you want to liberate yourself, you have to do destruction. You have to perform destruction of yourself. No self, anatta.
no self at all. Thì quý vị muốn tu thì quý vị phải làm sao dẹp được cái ngã. Hãy còn thấy có ta thì chắc chắn là còn sanh tử luân hồi. Once you see yourself, you love it, you love your existence. I am, I want, I have a desire, I am on the top, I don't want that, I want this. Everything's constituted the self and destruction of your progress. Tất cả những cái điều mà quý vị nói, tôi thích làm cái này, tôi không thích làm cái kia, tức là thọ đấy, thọ lạc thọ khổ đấy, mắc mớ gì mà phải thích làm hay không thích làm, phải không quý vị? Mắc mớ gì mà phải thích hay không thích, mà có thích hay không thích tức là có thọ, thọ lạc thọ khổ. Therefore, the four frame of contamination, four frame of observation, you have to do. Bốn niệm xứ, tứ niệm xứ mà quý vị phải thực hiện là nó nằm ở trong bốn đường ác đạo đấy. Four frames or four elements or four ways of contemplation actually resolving the four ways of bad dreams. Tứ niệm xứ chính là để triệt tiêu cái bốn đường ác đạo. Let me give you one example. Bây giờ sư á, cho quý vị một cái thí dụ, rồi quý vị sẽ tự suy ra mấy cái khác nha. Không biết thì ráng chịu, không biết phải suy ra. Cũng nghe hoài mà nghe như nước đổ lá môn, không ít lợi gì hết á. The first realm is animal. Somebody say if you misbehave this life, you will be born as an animal. Is it true? Partially true. Một vài người họ nói rằng theo như kinh á, Phật dạy, cái người á mà có cái pháp bất thiện trong cuộc sống á, bất thiện thân khẩu ý á, thì khi chết á, sẽ sinh làm súc sanh. Đúng không? Quý vị nghĩ đúng không? Đúng chưa? Đúng phần thôi. Đúng phần thôi. Why I say partially correct? Tại sao sư lại nói có đúng phần thôi? Because four realms is actually yourself. Bởi vì thực sự là bốn đường ác đạo nó nằm ngay trong quý vị đây nè. If you like eating, if you like sleeping, and then you are behaving as an animal. Am I right? Ví dụ như quý vị ham ăn, rồi quý vị không thích ăn, rồi quý vị thích cái này, cái ham ngủ, hoặc là quý vị không thích ngủ chỗ này, ngủ chỗ kia, thì chẳng khác nào á, là những cái phản ứng của một sinh vật. Con chó con mèo nó cũng vậy chứ, nó cũng ham ăn ham ngủ. Mình cũng ham ăn ham ngủ thì mình khác gì nó. We are acting similarly to the animals, and actually we exhibit our animals behavior, animal thinking. Khi quý vị nghĩ xấu về ai là quý vị đã tác động cái ý của một con vật. Con người đi tu đâu có nghĩ gì về ai, ai cũng tốt hết chứ, phải không? Phải không quý vị? Ai xấu được? Nếu mình có nghĩ xấu về người ta thì trước hết là cái đầu mình đã xấu rồi, tức là mình đã hành xử cái tư tưởng của một con vật rồi. Mình ham ăn, ham ngủ, đó là những động tác của con vật chứ có khác gì đâu. The animals, they like to eat, they like to sleep. So what's the difference between the animal and us? The Buddhist sons and daughter. Thế thì cái sự khác biệt giữa ăn và ngủ của những con sinh vật và ăn và ngủ của những người con trai con gái của Phật khác nhau chỗ nào? The animal, they like to eat. They like to eat more and they enjoy it. They like to eat. That's it. If you stop giving food to them,
They get angry, they get upset. Con chó, con mèo, nếu quý vị cho nó ăn, nó quý quý vị lắm. Mà nếu quý vị không cho nó ăn, đang cho nó ăn, cái ngưng không cho nó, thì nó nổi giận. Are we going to do the same? Chúng ta muốn làm như vậy không? Mỗi lần ai cho mình ăn cái gì thì mình thích. Người ta không cho ăn hay là đang ăn nửa chừng ta lấy đi thì mình nổi giận. Thì mình có khác gì con vật không? So what is the difference between us, men and women, human beings and the animals? The difference is we always act in consciousness. We are mindful of what we are doing. We know we are doing. We contemplate our mind, our body, in our behavior. Chúng ta khác con vật ở cái chỗ là chúng ta là người tu. Chúng ta luôn luôn quán xét, chánh niệm. Khi mình không thích cái ăn, mình tự hỏi tại sao tôi lại không thích. Cái không thích nó nằm ở đâu ra? Nó ở đâu nó nhảy ra? Cái ăn thì ăn chứ, thức ăn là giống nhau. Mà tại sao á, tôi lại không thích hay là tôi lại thích? Tức là tôi đã hành xử như một con súc vật. Mà khi mình hiểu được như vậy, tức là mình đã mất chánh niệm. Sự khác biệt giữa con người và con vật chỉ ở cái chỗ chánh niệm thôi, quý vị ơi. The only difference, small difference, very small difference between the human beings and the animals is the mindfulness. The animal doesn't have the mindfulness. We do. Sự khác biệt rất là nhỏ chút xíu giữa con người và con vật. Đó là chánh niệm. Chúng ta làm chúng ta có chánh niệm. Còn con vật đó, nó không có chánh niệm. Con chó đó cho nó ăn thì nó lại gần. Con người bây giờ cho ăn lại gần không? Chưa chắc ạ. Chưa chắc đã muốn ăn. Tại vì cái ăn nó phải có chánh nghĩa. Cái ăn đó là so trong sự cúng dường thanh tịnh, cúng đúng pháp. Trước khi cúng, trong khi cúng, sau khi cúng, tất cả đều phải thanh tịnh. Và mình coi xem, xét lại đạo hạnh của mình tu, mình đã có thanh tịnh chưa? Xứng đáng để được ăn cái đó chưa? Rồi mình mới dám ăn. Mình mới dám ăn. Đó. Còn không có, mình cứ ngồi xuống mình sơi, thì mình chẳng khác gì là súc sanh. If you continue, if we continue to sit down and enjoy our food without mindfulness, we are acting like the animals. We are day to day, minutes and minutes, living in the animal realms. Thực sự ra, nếu chúng ta không có tỉnh giác, chúng ta không có chánh niệm, thì mỗi một ngày chúng ta đều sống giống y như là đều sống giống y như là súc sanh. Mà đã sống là súc sanh rồi thì đâu có cần phải chết mới đi về súc sanh. Nó ưa thích cái cảnh như vậy, ưa thích cái tánh như vậy thì khi chết nó phải sanh làm súc sanh thôi. Phải không quý vị? Phải không quý vị? Rõ ràng như gì nữa? Huấn tập như thế nào thì nó y như vậy. Phật dạy cây lúc sống nghiêng hướng nào, khi chết nó đổ về hướng đó. Lúc sống mà chúng ta không có tỉnh giác, ăn không tỉnh giác, đi không tỉnh giác, nói không tỉnh giác, ngủ không tỉnh giác, đi toilet không tỉnh giác, tắm không tỉnh giác, thì chúng ta đang sống như là súc sanh. Súc sanh nó cũng sống như vậy. Mà Phật dạy rất rõ, cây lúc sống nghiêng hướng nào, khi chết đổ về hướng đó. The Buddha teaching very precise and very clear. Whatever you do constitutes the next life exhibition. Whatever you do now constitutes the next life marriage. Bây giờ quý vị làm như thế nào thì kiếp tới nó sẽ như thế. I give you only one example, the animal realms. Sư cho quý vị một cái thí dụ là cảnh giới của súc sanh. Sanh và cảnh giới súc sanh là tại vì sống như súc sanh, không có chánh niệm, thì khi chết chắc chắn nó phải đi theo cảnh giới súc sanh. Tại vì cây lúc sống nghiêng hướng nào, chết nghiêng về hướng đó. The next one, I give you another one, and let you think about two other ones, okay?
Forgive me. I don't have much time. I promise to give you the question and answer. So I have to cut it short. Second example. Hungry ghost. Asura. Asura is a devil. Having the power. And always get upset and angry with everything. Never be satisfied with anything. Atula là những cái người mà khi chết á, lúc sống á, nó ưa sân hận, nó sân lớn sân nhỏ gì cũng được, không vừa lòng với cái điều của nó làm, không vừa lòng với cái điều người khác làm, cho nên nó nổi sân. Quý vị như chúng tôi nè, chúng ta mà nếu chúng ta nổi sân mà chúng ta không biết là cái gì, quý vị biết không? Buồn. When you get upset, that's anger, that's hatred, you hatred, you develop the bad energy. Khi chúng ta nổi sân, chúng ta buồn, tức là trạng thái của tâm sân, và cái đó là cái năng lượng xấu. The bad energy will accumulate in our body, in our mind, and every day we live as asura. The bad devil. Keep fighting with yourself, fighting with the environment, fighting with your friends. Mỗi một ngày chúng ta không hài lòng với cái điều của chúng ta đang có, chúng ta chống nó, thay đổi nó, muốn thay đổi nó với ta, với người, với hoàn cảnh, với môi trường, tức là không có cái gì mà làm cho chúng ta hài lòng hết. Thì đó là trạng thái của tâm sân. Mấy trạng thái tâm sân thì xưa sau chưa chứ vậy, thì phải sân về Atula. Sống là Atula rồi. When you are living, you are acting as Asura. That energy will lead you to be reborn as Asura. Nothing different. Khi quý vị sống và quý vị hành xử mang đầy đủ tâm sân, buồn là trạng thái của tâm sân đấy, phiền não tức là trạng thái của tâm sân, mà không có chánh niệm thì lập tức rớt vào Atula. Sống mà Atula thì chết thành Atula. Không ai cứu được quý vị hết á, tự quý vị cứu thôi. It's up to you to change for the better, to change for yourself. So every day you have to put more effort. You have to put more effort and you have to observe what happened in your body, in your mind. There's only two sections, the mind and the body. The body, only four elements. And the mind, four elements too. Feeling, jealousy, suffering, and survival instinct. When you are acting upon your survival instinct, you are acting like animal, and you develop the animal instinct, animal behavior, and later you will be born as animal. No way, no way out. Hằng ngày thì tất cả ăn uống ngủ nghỉ, kể cả ngồi thiền, cũng trở thành ra súc sanh. Con chó nó cũng nằm vậy, con người cũng ngồi vậy. Ngồi phải biết mình ngồi, phải biết rằng tôi đang ngồi giải quyết vấn đề sinh tử của tôi. Thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra. Chánh niệm phải có trong từng cái sát na, trước khi ngồi, trong khi ngồi, sau khi ngồi, sau khi ngồi xong sám hối, phải có chánh niệm. Biết rằng sinh ra là đã tạo nghiệp mới sinh ra, cho nên chúng ta phải sám hối để làm chi? Để giải trừ cái nghiệp đó, để thanh tẩy cái thân tâm của chúng ta. Therefore, in conclusion,
Và để kết thúc, sư nói ngắn gọn như thế này. Four elements in your body and your mind. And the Buddha teaching for contemplation to give you the best method of destructing or closing the four realms. Và Đức Thế Tôn, Ngài đã rất từ bi, Ngài cho quý vị một cái phương thuốc rất là độc đáo, đó là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ đó để giải quyết bốn đường ác đạo: quán thân. Quán thân để làm gì? Quán thân để đừng có ăn ngủ giống như súc sanh, ăn ngủ trong chánh niệm. Quán thân là như vậy. Quán thân tôi biết rất rõ, thở vào tôi biết rất rõ, tôi thở vào, đi tôi biết thở tôi đi, cầm đũa lên tôi biết tôi cầm đũa lên, mắt nhìn tôi biết mắt tôi nhìn. Đấy, quán thân. Đi toilet tôi biết tôi đang đi toilet. Quán thân trên thân, tất cả những cái gì xảy ra trên thân đều biết rất rõ trong chánh niệm, thì đó là quán thân trên thân. Và đó là lời Phật dạy đó, chứ không phải sư nói đâu quý vị. Và chỉ bằng cách đó là quý vị giải quyết đóng cái đường ác đạo là súc sanh, không bao giờ bị sanh làm súc sanh được nữa. Tại vì trong chánh niệm, mà chánh niệm là người thì chỉ có thể sanh làm người hoặc sanh làm chư thiên thôi, chứ không thể nào sanh làm súc sanh được. Tại vì trong tất cả các hành động của quý vị hàng ngày hàng giờ, quý vị đều có chánh niệm, đều biết rất rõ. When you observing your behavior every day, every moment, sitting, standing, talking, seeing your body, you know exactly. You doing it, you performing everything with mindfulness. The only way you can be reborn is human beings or the higher level. Not to be born in the animal realms. Và nếu cứ tiếp tục tỉnh giác như vậy, không bao giờ, Phật đã nói rõ ràng, không bao giờ quý vị còn có thể rớt xuống làm súc sanh được. Ăn biết ăn, ngủ biết ngủ, cay biết cay, đắng biết đắng, nghe biết nghe, nhìn biết nhìn, tất cả những cái đó không có nhìn theo thói quen, không tạo nghiệp. Thì đóng cánh cửa thứ nhất là cánh cửa súc sanh. Đóng nó bằng cách nào? Quán thân trên thân. Contemplate your body on your body. Quán thân trên thân là đóng con đường ác đạo vào súc sanh. Rồi, bây giờ cái thứ nhì là Atula. Second one is Asura. Anger, hatred, jealousy. If you can contemplate every moment, you know your body, your mind acting against Asura, jealousy, against hatred, against anger, you actually destruct the realms of Asura. Mỗi một ngày, mỗi một giờ, mà nếu quý vị trong tình đang sân, sân lớn sân nhỏ, buồn tức là sân đó, sân lớn sân nhỏ, không hài lòng với miếng ăn, không hài lòng với chỗ ngủ, tất cả những cái sân hận đó đều có tỉnh giác, đều biết rất rõ. Không ganh tị với chỗ nằm, không ganh tị với chỗ ngồi, ngồi ngủ cũng được mà nằm ngủ cũng được, ngồi gần toilet ngủ cũng được, mà ngồi gần chánh điện ngủ cũng giống nhau, tức là không có sự phân biệt, không có sự kỳ thị, không có phân biệt. Mà nếu được như vậy là quý vị đã đóng luôn cái cánh cửa Atula, không bao giờ còn Atula nữa. Tại vì sống không còn là Atula thì làm sao chết sinh vào Atula. It's very simple. The Buddha give you four contemplation of your body, your mind, your phenomena, your feeling, in order to resolve the habit, the karma, which lead you to the four realms. Đức Thế Tôn đã rất từ bi
Ngài chỉ cho quý vị bốn cái con đường đó: thân, thọ, tâm, pháp, quán thường xuyên, để giải quyết bốn con đường ác đạo. Quý vị sẽ không bao giờ còn bị sanh vào trong cảnh giới ngạ quỷ, súc sanh, Atula địa ngục nữa, tại vì luôn luôn quán chiếu thân, thọ, tâm, pháp. It's not because you save your head and you will stop you from being reborn in the four realms. If you think that way strong, nếu quý vị nghĩ rằng quý vị chỉ cần cạo đầu, quý vị chỉ cần thọ giới, quý vị được bốn đường ác đạo, thì cái đó hơi ấu trĩ quá. Ấu trĩ quá. It's very rất là ấu trĩ. Chỉ bằng cách tu tập tứ quý niệm bốn đường ác đạo. And how long would it take? Và bao lâu thì có thể thành tựu? The Buddha said very clearly in the sutra for contemplation, if you seriously contemplate 24 hours a day, the Buddha guarantee you only 15 days you will resolve four realms and even the human beings. You never be reborn as a human being anymore. You will be reborn on the high realms. Đức Phật đã nói rất rõ, chỉ cần có 15 ngày thôi. Nếu quý vị nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác 24 tiếng đồng hồ một ngày, luôn luôn quán chiếu trong tất cả các cử động đi đứng nằm ngồi trong hơi thở của mình, tâm gì nó sanh, thân mình nó ra làm sao, nếu quán chiếu được theo dõi không để nó lãng thang, thì trong 15 ngày quý vị phải chấm dứt bốn đường ác đạo, và ngay cả cũng không sanh ra làm người nữa, chỉ có thể sanh làm chư thiên thôi. Quý vị thấy phước lớn không? To see the great marriage, the great method, methodology the Buddha introduced to us. Các bạn có cảm nhận được tất cả món quà rất là cao quý mà Đức Thế Tôn đã dành cho chúng ta không? Chỉ cần 15 ngày miên mật, sống chết với nó, 24 tiếng đồng hồ không rời, thở, ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi, đứng, lúc nào cũng trong chánh niệm không rời. Nếu làm được 15 ngày, thì Đức Thế Tôn đã bảo đảm chấm dứt luôn bốn đường ác đạo, mà chấm dứt luôn sanh làm người, không còn sanh làm người nữa, chỉ sanh làm chư thiên thôi. You like to be reborn as an angel? No, you don't want that. You don't want that. You want to terminate everything. Không, chúng ta đâu có muốn vậy phải không? Chúng ta đâu có muốn sanh làm chư thiên làm gì? Chư thiên rồi hết phước rồi cũng sanh lại nữa rồi cũng khổ. Tất cả những sanh tử. If you want to terminate the existence of your life and next life, you have to contemplate the Dhamma, which is arising and falling, arising and falling, appearing and disappearing. Và chỉ có một cách để quý vị có thể chấm dứt được sanh tử, không còn sanh tử nữa, là quán được cái sự sanh diệt. Thấy được sự sanh diệt, thấy nó sanh rồi nó diệt, nó sanh rồi nó diệt trong một hơi thở cả hàng tỷ cái sanh diệt. Không dễ đâu quý vị. Nhưng mà nếu không cố gắng thì không làm được. Và cả người ta đã làm được rồi thì tại sao ta không làm được? There's many people in the past they have done it in the Buddha life and even now. Why not you? Why not me? We only try our best, but because we haven't do our best, we haven't achieved it. Bởi vì chúng ta chưa có nỗ lực, chúng ta chưa có hết sức mình làm, cho nên chúng ta chưa đạt được kết quả. Hồi thời Đức Phật biết bao nhiêu vị, rồi bây giờ ngay thời này cũng biết bao nhiêu vị, người ta cũng thành tựu, người ta chấm dứt sinh tử, mà tại sao mình không làm được? What is your purpose to be a monk or a nun? Mục đích của quý vị khi làm một vị tu sĩ để làm gì? Shaving the head to prove that I'm purified, I'm good. Show it to the people that I'm good, I'm respected.
respectable? Is it your purpose? Khi cạo đầu, chúng ta suy nghĩ rằng để cho mọi người kính nể mình, tại vì mình dám cạo đầu, người ta không dám cạo, mình dám cạo. Có phải vậy không? Để cho người ta nể mình, có phải vậy không? Is it our truth? Purpose? Đó là mục đích đúng của chúng ta hay sao? Let's rethink it and redo it seriously. And I wish we will terminate the cycle of death and birth. Not next life. This life, you can do it. But you have to make the resolution, willingness, determination, and be mindful every moment. Quý vị phải cương quyết, phải nỗ lực, phải nhiệt tâm. Và cũng như chúng tôi, chúng ta phải cùng nhau nhất định kiếp này chấm dứt, không có kéo dài nữa. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải nỗ lực thôi, không có cách nào khác. Tỉnh giác trong từng sát na thì sẽ chấm dứt hết tất cả. Không phải nhất thiết cạo đầu, không phải nhất thiết ở chùa hay ở nhà. Nhưng mà ở chùa thì nó dễ hơn, tại vì không có bị chi phối. Có chi phối chút chút tôi ăn đi ngủ, ai nấu cái gì, ai ngủ chỗ nào, rồi ai quét sân chưa. There's one thing funny. Có một điều rất là buồn cười. The sutra say the bhikkhu should not take the root of any grass. Trong kinh á, trong luật á, thì có nói tỳ kheo không được nhổ cỏ là vì có lý do, có cái duyên sự để Phật ra cái giới luật đó. There's nothing to do with the enlightenment. Nó chẳng có dính líu gì tới cái vấn đề mà giác ngộ hết á. Nhổ hay không nhổ thì nó cũng thành ma, thành quỷ hết à, nếu mà không quán niệm được thân thọ tâm pháp. Nhổ thì ăn thua cái gì, nhưng mà cái ý nhổ, vì ưa thích nhổ, cái đó mới là cái quan trọng. Cái ý thích nhổ vì muốn chứng tỏ là mình có quyền hạn để nhổ, cái đó mới là quan trọng. If you have the self-interest to take the root of the grass, that's very bad. It's no good. But taking the grass has nothing to do with the enlightenment. Nhưng mà nhổ cỏ hay không nhổ cỏ chẳng có dính gì tới cái giác ngộ hết. Vì có lý do hồi xưa có vị tỳ kheo làm cái chuyện đó gây hại cho hoàng cung, cho nên Đức Phật mới chế ra, nói thôi đừng làm nữa. Chứ không phải là tự nhiên mà nó nhổ dậy rồi cái là gây ác nghiệp. Không có cái gì đâu, đừng có mơ tưởng tầm bậy bạ. Mình người tu học có trí tuệ mà, phải không? Đâu phải nhổ cỏ rồi cái nó không giác ngộ. Nhưng mà cái tâm gì khi nhổ cỏ? Cho nên quán thân thọ tâm pháp, bốn đường ác đạo nằm ngay trong quý vị. Và cách đối trị bốn đường ác đạo đó là thân thọ tâm pháp, quán thường xuyên. Now, the next, the final question is, câu hỏi cuối cùng là cánh cửa nào? Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, quán cả bốn, hay là quán một? Anybody knows? Bây giờ câu hỏi là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Contemplation of your body, your mind, your feeling, your phenomenon. You need to contemplate four of them or one of them. Bây giờ đó, sư hỏi quý vị,
Học lâu rồi. Vậy thì bây giờ đó quán 4 cái hay quán 1 cái? 4 cái khó lắm quý vị ơi. If you contemplate four, it's so difficult. And it's so difficult to achieve the enlightenment. Quán cả 4 thì khó lắm. Many, many monks in Myanmar, Sri Lanka, Thailand, who achieved the Arahant, and they said, no need to contemplate four. And even the Sutra, the Buddha said, no need to. Only one is enough. Và Đức Thế Tôn trong kinh cũng như là các vị Thánh Tăng đã chứng đắc ở Thái Lan, ở Miến, ở Tích Lan, các ngài cũng nói chỉ cần quán một cái thôi. Hoặc là cảm thọ. Cảm thọ là thọ lạc, thọ khổ. Đủ rồi. Khi mình thấy nóng quá, mình thấy thọ khổ. Thấy lạnh quá, mình thấy thọ lạc. Ai khen, mình thấy thọ lạc. Ai chê, mình thấy thọ khổ. Cứ quán cái thọ thôi. Tại vì cái thọ nó sanh nó diệt. Khi quán cái thọ, lâu ngày sẽ thuần thục tới cái chỗ quán sanh diệt. Mà quán sanh diệt là cái mục đích chính của tứ niệm xứ. Quán sanh diệt thuần thục thì chấm dứt sanh tử. If you continuously contemplate arising and falling, appearing and perishing of the phenomena, your mind, your body, at the end of the day, you achieve the sotapanna. Nếu các bạn tiếp tục quán chiếu nội cái thọ thôi, mà cứ thấy sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, lúc đầu phải quán chiếu cái thọ, thọ lạc, thọ khổ. Sau là quán chiếu chỉ có sanh với diệt. Mà khi con quán chiếu được sanh diệt rồi, thuần thục rồi, thì các bạn sẽ buông được hết. Và nó chấm dứt. Các bạn sẽ rơi vào trong dòng thánh, tức là Tứ Đà Hoàn. Dễ lắm quý vị. Nhưng mà khó lắm là tại vì phải chú ý nữa. You need only 15 days. Please give yourself 15 days. Chỉ có 15 ngày thôi. Cố gắng đi nha. Chúng ta cùng cố gắng. Không? I think that's enough for today. And I leave two more rooms for you to think. Và sư á, còn hai cái cảnh giới nữa, nhưng mà sư sẽ không nói để cho quý vị tự suy nghĩ. Rồi kỳ tới mình sẽ học nữa. Bài học ngày hôm nay tới đây là chấm dứt, để chúng ta dành thời giờ cho hỏi đáp 10 phút. Bây giờ quý vị có câu hỏi gì thì hỏi đi nha. Hỏi cái gì dễ dễ chứ hỏi khó quá sư không biết trả lời. Ask me this easy question. If you ask me the difficult question, I cannot answer. Okay. Ask me anything. Okay. Không nghe được. Sư không có nghe được. Ủa sao mọi bữa hỏi được mà sao bữa nay không hỏi được? Sao lạ vậy? Nghe được rồi đó, hỏi đi. Thì theo ý nghĩ của theo ý của người đại thì thấy cái mà cần cái năng lực để đấu
Bây giờ sư nói cho sư Huệ Thạnh nghe như thế này nè. Trước khi nói quán pháp, trước khi nói quán pháp thì phải biết pháp đó là cái gì. Chứ bây giờ mình cứ nói quán pháp tức là nó tổng hợp hết, tức là mình vơ đũa cả nắm. Bây giờ quán thân á, là quán thân trên thân là quán cái gì, rồi quán thọ trên thọ là quán cái gì, mình phải hiểu rõ ràng. À, nói quán thân rồi, tức là ăn với ngủ, đi đứng ngồi thiền, toilet, tắm rửa, đó là quán thân đấy, các cái hành động của thân. Thế thì cái thân mình nó cử động, cái bắp thịt nó đi tới đi lui, à, rồi con mắt nó nhìn, à, cái cổ nó quay qua quay lại, cái tay nó gấp lên, mình có nhận biết không? Nội quán cái đó thôi mới là quán thân trên thân, chứ không phải quán thân trên thân mà nó là quán pháp trên pháp. À, từ từ, chưa gì hết mà đòi quán pháp là tổng kết hết. Pháp không có tổng kết hết đâu, pháp không phải tổng kết hết. Nếu mà tổng kết hết, nếu mà tổng kết hết thì Phật đã không chia làm bốn. Phật không chia làm bốn nếu nó tổng kết hết, rõ chưa? Nó không chia làm bốn đâu. Thôi được rồi, sư Huệ Thành nói vậy cũng được, nhưng mà có điều tu theo cái kiểu sư Huệ Thành thì cứ tu đi. Nhưng mà sư nói đó, theo cái kiểu mà công thức sâu căn là tu hoài, sư tu 20 năm rồi nó không có đi tới đâu hết á. Sư là thú tội đó, là nó không đi tới đâu hết á. Nhưng mà khi sư thực nghiệm thân thọ tâm pháp là sư thấy nó thay đổi hết. Cái pháp mà ở trong tứ niệm xứ là ý nghĩa khác, chứ không phải cái pháp đó nó bao gồm cả thân thọ tâm. Nó không phải là lục căn lục trần đi vào cái thức. Cái thức nó cũng là giả thôi, cái thức nó không có thiệt. Nếu cái thức có thiệt thì khi chết làm sao cái thức nó đi đâu? Cho nên mình cứ bị vướng vào những cái ngôn từ văn từ, văn từ mà mình không có lọt ra được khỏi cái pháp hành. Khi văn từ mà nó kẹt vào trong những cái đã biết rồi á, là nó không có thoát ra được. Tại vì những cái đã biết rồi nó cấu tạo nên một cái ngã, và cái ngã đó là cái ngã hiện hữu từ những cái quá khứ. Cho nên khi đi tu á, là phải bỏ hết những cái ngã đó đi, bỏ hết tất cả những kiến thức đó đi, tức là bắt lại từ đầu. Quán thân, đi, đứng, nằm, ngồi, giơ tay, giơ chân, ngồi thiền, toilet, tắm, rửa, xúc cơm, tất cả những cái đó có chánh niệm không? Đó là quán thân trên thân đấy. Đấy. Rồi khi mình ăn, mình thấy thích hay không thích, à, thọ lạc, thọ khổ, à, thì mình phải nhận biết. À, rồi lúc nào nó sanh, lúc nào nó diệt, lạc sanh, lạc diệt, thổ sanh, khổ diệt, thì quán cái thọ, quán cái thôi. Chứ còn bây giờ là mình cứ nói sáu căn, sáu trần, sáu thức là nói theo cái kiểu mấy ông tàu mình làm có nổi đâu. Mấy ông tu, mấy ông chứng cái gì mình không biết, mình không dám nói. Nhưng mà riêng đối với mình, sư thấy sư tu 20 năm theo cái kiểu đó rồi, nó không có đi tới đâu hết á. Còn nếu mà sư Huệ Thành thấy tu cái kiểu đó thành tựu thì cứ làm đi, không sao hết, không? Nhưng sư rất đơn giản, sư tu mới có chừng chục năm nay theo cái tứ niệm xứ thôi, nhưng mà sư thấy nó thành tựu rất nhiều. À, hoan hỷ vui vẻ, thấy rất rõ thân thọ tâm pháp trong từng sát na. Ai mắng chữ đều biết, khi nào mình giận mình biết, khi nào mình vui mình biết. À, mình xả bỏ, mình không có dính mắc gì tới nữa. À, bây giờ nó tu vậy mình thấy mình nhận biết vậy mình tốt rồi. Mà bây giờ đó mình đi tìm những cái mà giống như là mò kim dưới đáy biển á, thì các vị thánh tăng các ngài mò được chứ mình mò gì nổi. À, sư là chỉ có thấy cái đầu nó liếc qua là biết liếc qua, cái đầu nó liếc lại mình biết liếc lại, con mắt nhìn biết nhìn, miệng nói biết nói, đó là chánh niệm. À, và Đức Phật ở trong kinh đã nói rất biết bao nhiêu bài, chỉ cần chánh niệm là giải quyết hết. Only by mindfulness
you determine, you extinguish the cycle of death and birth, terminate cycle of death and birth. I'm not advising you to stop or you continue, it's up to you. Sư không có khuyên khích là quý vị nên tiếp tục hay là bỏ, tùy người. Nhưng mà sư chỉ nói kinh nghiệm của sư á, 20 năm canh trần thức, canh trần thức, quán tới quán lui mà thấy nó cũng rớt tụt lút hết, chẳng ăn thua gì. Nhưng mà khi quán chiếu lại á, coi theo đúng như lời Phật dạy, thân thọ tâm pháp, thân đi biết đi, đứng biết đứng, thọ lạc biết thọ lạc, khổ biết khổ, thì bây giờ tự nhiên nó thông dong. Thì tùy thôi, nó tùy từng người. Nếu mà sư Huệ Thành thấy cái pháp môn đó sư thích thú thì cứ làm tiếp, rồi kiếp này không xong thì kiếp khác đừng lo. Còn sư là sư nhất quyết là phải kiếp này thôi, không nghỉ chơi, không có chơi kiếp khác nữa. Còn ai muốn chơi kiếp khác thì cứ tiếp tục chơi, phải không? Quyền của người ta, trò chơi trí tuệ, intellectual games, get you around the cycle of death and birth. Càng biết nhiều, càng giữ nhiều trong trí thì là càng sanh tử luân hồi, tại vì nó ưa thích cái trí, vì cái đó là thọ lạc. Trong bài kinh Phạm Võng, Đức Thế Tôn đã nói rồi, 62 cái luận thuyết siêu đẳng mà đức sanh tử luân hồi, tại vì nó còn thọ. Cho nên chúng ta chỉ cần quán thân thọ tâm pháp mà Đức Phật dạy, quán cái thôi. You need only to contemplate one, the body, the feeling, the mind, and the drama, or the phenomenal. Quý vị chỉ cần quán một trong bốn thôi, chẳng cần bốn đâu, một cửa thôi, là quý vị chấm dứt. Quán một cửa thì cuối cùng nó cũng sẽ đi về cái cửa gì quý vị biết không? If you contemplate only one door, one mind, one body, one feeling, what is the next step? It come to perish or arise, arising and perishing, arising and falling, arising and disappearing. Khi chúng ta cùng nhau quán chiếu cái sanh và cái diệt, bất cứ cái nào, thân, thọ, tâm, pháp, nó đều sanh diệt. Mà khi quán chiếu nó riết rồi trở thành quán chiếu sanh diệt. Vì khi quán chiếu sanh diệt rồi thì quý vị biết nó là cái gì? At the end of the day, after you contemplate arising and falling, what happened? It's impermanence. Khi quý vị quán chiếu được cái sanh và diệt, tức là quý vị thể nhập được vô thường. Mà hễ biết được vô thường, sống trong vô thường thì là chứng đắc rồi. Once you attain the impermanent, you penetrate the impermanent, you know the deep, you know the Dhamma, you know the Buddha. Đức Phật đã nói khi thấy được sanh diệt là thấy pháp, mà thấy pháp là thấy Phật. Rồi, tùy quý vị nha. Muốn chấm dứt sanh tử thì chơi kiểu đó, còn không muốn chấm dứt sanh tử thì sáu căn, sáu trần, sáu thức, không sao. Rồi, Minh Thông muốn hỏi gì? Bây giờ ông tập chánh niệm á, là con thấy con phải làm cái gì cũng bị, là chậm thì con mới chú tâm như được sư. Mà khi làm chậm quá như vậy thì nhiều khi nhìn mọi người bên ngoài ảnh hưởng đến mọi người bên ngoài. Làm chậm để có chánh niệm. Excellent, that's what I want. That's what I want everybody doing the same. Làm chậm để có chánh niệm, đó là chính cái điều mà Phật muốn, và sư cũng rất là ao ước để cho quý vị thực hiện điều đó. It doesn't matter, who cares? Tại sao mình lại phải quan tâm là người ta làm nhanh rồi mình làm chậm? Mình sanh tử chứ người ta có sanh tử đâu. We come into the beings, we come into the cycle of death and birth, not the other people. Why we care about the other people? Tại sao chúng ta lại phải lưu tâm là người ta ta có đang sanh tử? Mình lo mình sanh tử, mình lo cái hồn mình trước nè, không biết mình chết lúc nào, rồi mình có sanh có tử không. Bây giờ mình cứ dòm người ta, rồi á, người ta sanh tử rồi dính gì tới mình? Bây giờ sư sanh tử dính gì tới quý vị? Không, không có dính gì hết.
mà sự chấm dứt sinh tử cũng chẳng dính gì tới quý vị. Cho nên đối với quý vị thấy không, ở tuệ tâm á, cái phương châm của sư á, thả ít mà tu còn hơn nhiều mà lăng nhăng. My purpose in the tuệ tâm is rather I have a little, a very small number of dedicated practitioner than to have the big number who have no intention to practice. Cho nên sư đối với sư là thả ít mà quý vị tu tinh tấn là sư mừng rồi. Sư không có thích nhiều, nhiều để làm gì? Ồn ào, phiền não. Sư thấy chỗ nào nhiều cũng đều phiền não gây lộn hoài à. Mà nhiều á thì người ta chú ý, người ta ganh tị, mà ganh tị là tội nghiệp người ta. Thôi giờ thà mình ít, thầy trò mình có mấy người á mình tu, mà miễn là quý vị chứng A La Hán hết là sư mừng rồi. If you attain the Arahant, I am glad, I am very happy if you attain Arahant. Can you do it? Quý vị có thể làm được không? Yes, you can. Quý vị có thể làm được. By dropping everything, contemplating your body, knowing what you are doing, that's it, that's enough. Quý vị chỉ cần tỉnh giác trong từng cái hành động của quý vị, đừng chú ý tới người ta. Nhổ cỏ cứ nhổ cỏ, lạch rau cứ lạch rau, xào cơm cứ xào cơm, chậm hay nhanh không thành vấn đề, người ta làm nhanh kệ người ta. Mà khi người ta hối mình làm nhanh, mà mình xét lại quán liền cái tâm của mình á, khi cái lỗ tai mình nghe cái tâm của mình có phiền não không, cái tay của mình có muốn nhanh không. Nếu tay của mình muốn nhanh là mình rớt rồi, vì cái tác động của cái âm thanh bên ngoài mà mình thay đổi là mình rớt rồi, phải không? Mình vẫn tiếp tục chánh niệm, mình có thể làm nhanh hơn một chút, tắm nhanh hơn một chút, nhưng mà trong chánh niệm chứ không rời chánh niệm. Không phải vì người ta nói mà mình rời chánh niệm thế mình đi tu hay mình làm gì. What are we doing? What the purpose to be a monk and nun? We following people, copying them, or we want to be extinction of the death and birth? Chúng ta muốn chấm dứt sinh tử hay là chúng ta muốn sao chép cái bản sao của người ta? Thấy ta cạo đầu mình cũng cạo đầu, thấy ta ăn gõ chuông mình cũng ăn gõ chuông, thấy ta ăn bình bát mình cũng ăn bình bát. What is the purpose to be a monk and nun? Mục đích chính của chúng ta là tu sĩ để làm cái gì? Tự hỏi rồi tự giải quyết. Nobody can help you, you have to help yourself. I cannot help you, no. Buddha cannot help you, neither. Phật không giúp được cho quý vị, mà sư không giúp được cho quý vị. Tự quý vị phải giúp cho quý vị. The Buddha says very precisely before he depart to enter the Nirvana, you light the torch for yourself. You are yourself. Đức Phật đã dạy trước khi ngài nhập Niết Bàn, hãy tự thắp đuốc mà đi, hãy tự làm cái bản thân của mình, hãy tự soi lấy chính mình, đừng soi người khác, tại vì sinh tử là chuyện của mình. Ok. I hope it's so critical. Don't be upset. Don't be upset. Don't be upset. Đừng có buồn nha. Rồi, hỏi đi. Rồi, có người hỏi, hỏi đi. Sư nghe không rõ. Nói lớn lên. À, nói lớn lên sư mới nghe rõ. Dạ con bạch sư, là gần đây là con đường tu của con thấy là càng ngày càng khó khăn, là bởi vì là trên thân của con nó xảy ra rất là nhiều thứ, cho nên cho nên con thấy là bước tu của con rất là, con cũng không được tập trung chung cho lắm, bởi vì con đã thối chí mất rồi ạ. Thì con bạch sư, con phải làm được cái đoạn này ạ. Rồi bây giờ đó, cái gì cũng vậy, nó thuần thục á, thì nó đâm ra sinh ra, nó có triệu chứng. Bây giờ sư giao cho cái việc khác, tối ngày đi chùi toilet là thứ nhất, thứ nhì đó là đi rửa chén, rồi trồng mấy cái bông hoa cây cỏ, không có nhập thất nữa nha.
Bây giờ đi chùi toilet ngày nào cũng vậy, chùi 2-3 lần, rồi là rửa chén, rồi là đi trồng mấy cái củ đậu, củ cải gì đó, tưới nước, tưới phân, chăm chú nhìn nó, quý mến nó nha, chú tâm vào cái việc làm thế thôi. À, không có không có nhập thất nữa, và mỗi một ngày chịu khó sám hối ít nhất là 3 lần thế thôi, không có gì đâu, nó là thử thách lần cuối cùng á. Thế mà con vượt qua cái lần này là con vượt qua luôn đó nha. À, nó thử thách lần cuối cùng á, thì bây giờ cho nó nếm mùi cầu tiêu đi, thấy không? À, rồi à, rồi cố gắng nha, xà thú xà thú, nó còn cái giai đoạn cuối cùng, cố gắng. Rồi Con nói một câu sư, rồi con xin gửi lời cảm ơn sư sâu đậm về cái y trung sư đang mặc cái sư sư phụ cho con để rồi rồi không sao, bữa con mặc. rồi 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 hoan hỷ hoan hỷ, rồi hoan hỷ. À, thiếu cái gì cứ là việc lấy thêm không sao. À, miễn là chánh niệm nha, chánh niệm trong 24 tiếng đồng hồ, trong 15 ngày thôi, chánh niệm 24 tiếng đồng hồ thì giải thoát, còn nếu không được á, thì nó kéo dài 15 năm hay 150 năm hay 1.500 năm, đó là tùy mình. Phật nói 15 năm, mình muốn thêm mấy con số không nữa thì tùy mình nha. Thôi xa thú, thôi chúng ta hồi hướng đi, quý vị hồi hướng đi. Xà thủ xà thủ, à, xà thủ thành kính tri ân tất cả, à, nguyện cầu chư Phật gia trì cho quý vị luôn luôn thân tâm thường an lạc, à, tu học tinh tấn, luôn luôn giữ trong chánh niệm, à, thấy rất rõ bốn đường ác đạo ngay từ ở đây, ngay trong đời sống này, ngay trong từng bước đi, ngay trong từng hơi thở, và chỉ có tứ niệm xứ mới giải quyết được bốn đường ác đạo đó mà thôi, không có cách nào khác hơn hết. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya.